Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người tham gia một dịch này góp nhận 0.005 token TRS nha các bạn. Đây là một chương trình điểm phơm. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình làm nhiệm vụ các bạn. Đây chương trình này góp này nè các bạn. Nó là có 500 token TRT phân phối cho tất cả các bạn nè các bạn. Đây thì minimum heo 5 rep. Cái này nó kêu các bạn cố gắng tiễn 5 ghép hay vậy. Hay là tối thiểu tiễn được 5 ghép mình cũng các bạn nên tiễn 5 ghép nha các bạn. Rồi để nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow Tower nè. Và retweet tăng 5 người bạn. Rồi các bạn nhập vào follow nè. Rồi các bạn dạo xíu các bạn. Chạy chiến lên trang trader của mình. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn việc like nè. Rồi các bạn tự quyết lên 5 người bạn nha các bạn. Tự quyết bài đã game nè. A còng Minh 1. Đây 5 người bạn thì mình đã cắt bỏ nha các bạn. Thì cho mắt tránh mắt. Vậy nha các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn nào thường xuyên các bạn. Các bạn tăng những người bạn lộn xộn nào tự quyết các bạn bị phá hạt các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên phơm này. Vì mình một cái tự quyết của mình bị phá hạt mà làm cái tự quyết thứ hai đấy. Các bạn cũng tiếp tục. Các bạn rồi tiếp tục follow. Follow một kênh trader của nó tiếp tục các bạn. Ơi, join vào kênh Telegram đó nè. Rồi các bạn chờ chuyển đến trang Telegram của bạn các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Chương trình góp này nó sẽ phân phối vào ngày 28 tháng 11 các bạn. Đây tốc cần này sẽ lấy sàn Uniswap nè. Con chắc của nó nè các bạn. Các bạn nên copy cái con chắc này các bạn cập nhật chợ với chút có lẽ các bạn. Để mở chiều những tôi cần trên chút có lẽ nó phân phối cho các bạn mà nó còn mau quá cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây điền thông tin. Đầu tiên thì một cái link tờ quy quyết nè. Phan đây các bạn. Bạn chờ mình chút xíu nữa mà. Vậy các bạn vào cái trang cá nhân Tower của mình. Vào cái link tờ quyết các bạn. Bài tờ quyết hồi nãy 5 người bạn. Các bạn copy các bạn tờ quyết này. Rồi các bạn sẽ chép đến Tower nè. Rồi các bạn bắt đập lên các bạn. Rồi các bạn cũng chạy về đây các bạn. Đây là cái link form. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn điền lại cái username Tower của tất cả các bạn nha các bạn. A còng MMO nè. Ngọc Anh nè. A còng MMO Ngọc Anh nè. Rồi username Telegram thì các bạn cũng copy A còng nè. Anh 113 các bạn vào trang cá nhân luôn. Vào setting copy username Telegram mình nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với RC 20 với chút đất. Cái chữ Tower U username thì các bạn điền giúp mình A còng MMO của anh. Mình có để dưới phần link mô tả nữa các bạn. Còn username Telegram thì các bạn ghi vào mã giới thiệu của mình là A còng anh 1133 nha tất cả các bạn. Để copy địa chỉ nhà của mình. Các bạn dùng việc các bạn dễ làm nha tất cả các bạn. Và các bạn tìm hiểu luôn. Rồi các bạn sẽ chép nè. Rồi các bạn bắt thì chị sẽ thêm nguồn vào đây nè. Rồi bạn nhắc lại nha các bạn. Cái chỗ này username Tower của mình thì các bạn điền mã giới thiệu của mình nha tất cả các bạn. Username Tower của mình là cộng MMO nè. Chữ qua đầu, chữ mở thượng cuối, rồi chữ Ngọc Anh là một chữ qua chữ thượng các bạn. Rồi username thì các bạn cũng ghi ra cộng nè. Anh 1133 các bạn. Rồi bấm gỡ lên chương trình ghi lời. Ai góp các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.